Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Mà thầy Châu khởi xướng tại Việt Nam tiếp theo cái công việc của bảo hình thế lịch thì chúng tôi thấy cái tính hiệu quả đối với quần chúng nhân dân là rất cao, vì tôi biết rằng có tới 99% theo cái đề tài khoa học của giáo sư tiến sĩ Đỗ Nguyên Vương làm trong những năm thời bao cấp thì thống kê thấy 99% người ta bị bệnh người ta tự chữa và chữa trước khi vào bệnh viện, còn tỷ lệ vào viện thì chữa chỉ có 1%. Cho nên thập chỉ liên tâm và những liên quan mà thầy Châu bởi xưa thì giải quyết vấn đề trước khi vào bệnh viện, bà con chữa cho nhau trong dòng họ, trong hàng xóm và những người thân. Cho nên cái từ thập chỉ liên tâm, thập là 10, chỉ là tay, là ngón tay, 10 ngón tay nối liền các trái tim với nhau và không mất tiền, nhưng lại có tính hiệu quả như những việc phát triển. Thì ở đây chúng ta là có một cái sinh hoạt để mà tự nâng cao cái khả năng bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng xung quanh mình. Thì tôi rất tâm đắc thế, và cùng với thầy Châu và các thầy ở đây và các bạn cũng như là các quý vị sẽ có những cái chia sẻ để giúp đỡ nhau. Thì hôm nay thầy Châu nói là khai mạc, nhưng mà tôi xin phép thầy là giai đoạn đầu của khai mạc, đúng không? Thì có đôi lời trước hết là ra mắt với các vị để các vị thấy rằng cái tính hiệu quả đối với bản thân và tự chăm sóc cho mình là chính, chăm sóc cho cộng đồng của mình là chính. Thì tôi xin phép đôi lời như vậy, xin với là chúc sức khỏe đầu năm mới với tất cả các quý vị và mong các vị tự lo, tự giúp và tự chăm sóc bản thân mình để tham gia góp phần vào vấn đề là chăm sóc sức khỏe toàn dân của Bộ Y tế. Và cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho cá nhân ấy lại là quan trọng hơn, bởi vì bệnh viện không thể nào làm hết được cái việc này. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.